này nhé, riêng một mình tôi không đập cho cô một trận nhé, tôi không làm người luôn. Hả? Hả? Mẹ chồng sang thì là mắt trớn lên, không thèm mang nước ra mời mẹ. Thế chứ, phải dạy như thế chứ. Thế mới không hổ danh là con trai của mẹ. Lý trưởng phải như thế mới oai chứ. Cho ông trận, đối xử mẹ chồng thế mà. Nghe tôi, nghe chưa? Đừng có cái kiểu cãi hết vớ cái vẩn nhá. Là tôi đập cho không chừa một cái gậy nào đâu. Chưa, để im chờ tôi nói. Mẹ ông đi rồi. Này chết xong rồi. Ơi nào. Đấy, phải dạy vợ như thế. Chứ lại lý trưởng gì mà nhũ nhược. Ngồi đấy. Tôi đi chợ. Lát về tôi tính cậu nhé. Mẹ ơi, con đau quá mẹ ơi. Mẹ ơi, con đau quá mẹ ơi. Mẹ ơi, anh ấy đánh con đau quá mẹ ơi, con khổ quá. Con xin phép mẹ con đi chợ. Đấy mẹ thấy không, đêm hôm như này anh còn bắt con đi chợ. Thì con xin phép mẹ con đi chợ nhá. Ơ cái con này, mày đã hỏi mẹ ăn gì chưa mà mày đi chợ? Mày biết mẹ ăn gì? Dạ thì hôm nay mẹ ăn gì để con mua ạ? Thôi mẹ thương, ăn gì cũng được. Mẹ dễ tính mà. Con xin phép mẹ ạ. Không dạy thì không ngoan như thế được nhá. Ra đây Thảo. Đánh nó vào đâu? Ôi dồi ôi. Thảo đi. Dạ. Không sao mẹ. Đấy, mẹ thấy không? Hôm nay mẹ sang ấy, mẹ chứng kiến ấy, con dạy con mà con đâu ra đây luôn. Con dạy con đánh luôn ở trong nhà đấy, kêu oai oái luôn. Con ơi, làm mắt con làm sao thế? Mắt làm sao đâu? Đấy. Làm sao đâu? Nó đi đi chưa mẹ? Nó đi rồi. Đi chờ. Nó đi rồi. Nó đi rồi. Bây giờ con mới nói thật luôn. Sao? Nó đánh con đi. Ôi trời ơi. Sao con lại để nó đánh con? Con là đây này, con dùng hết cả nắm đấm, con dùng hết sức bình sinh để con tán nó. Con tán thế nào trượt người vào đúng mắt con. Con ơi, con hậu động quá. Thầy ông để đập lưng ông thế hả con? Thế nào con này để đánh không bắt con thì con ra cái gì nữa hả con? Ôi trời, mẹ thương con quá. Thảo Lý, vào đây. Cái cạnh bàn này nó chắc quá. Quỳ xuống. Ở đây, sao lại quỳ? Tôi thích. Thôi này, mình ơi, tôi xin mình đấy. Nhẹ tay cho tôi một tí thôi. Hôm nay mẹ sang thì chẳng qua tôi muốn oai tôi diễn thế thôi chứ. Thật tình là tôi cũng không tệ với mình thế đâu. Chứ mình làm cái này khổ tôi lắm. Nhá. Hôm nay nhá, ngồi đấy mà quạt cho tôi. Đây. Đây. Quạt đi, đấm lưng này. Đây. Quạt đấm. Đấm lưng đi. Đây. Mạnh vào. Đây, yên tâm. Đây. Ông đấm cái gì ấy? Đây. Thôi mà bỏ đi. Lâu lắm rồi không nộp thuế nhỉ? Hay đi lên trên kia nộp thuế cái nhá. Cho tôi ngồi đây tôi quạt đến trưa mai được. Chứ đừng bắt tôi nộp thuế, nói thật sự là đồ này yếu quá. Đấy, sợ bây giờ nộp thuế nó thất thu khổ lắm. Rượu mời không muốn uống, lẽ ông lại muốn uống rượu phạt cả lão Lý. Đến nơi rồi, không biết lúi húi ở đâu mà giờ đấy còn chưa thấy vắt mặt về. Về đây thì biết ngay mà. Cụ
Ôi, về đến nhà rồi cũng không nhớ gì à? À, ừ, ừ. Say đi. Con đã bảo cụ rồi, cụ uống ít thôi. Cụ say mềm hết người thế này. Đến mấy là say xưa mà. Nào, để tôi đưa vào nhà. Ra. Mày. Mày là con nào? Mày lại dám đụng vào ngọc thể của Lý hả? Ông lại dám đùa tôi là con nào hả? Ông bắt con già kia. Con già 1, 2, 3, 4 màu khác nhau ở trên người kia. Lý dám đụng vào Lý à? Ngọc thể của Lý nhá. Chỉ có mụ vợ Hân My được đụng vào rồi nha. Chứ mày chưa đủ tuổi để đụng vào người của Lý nhá. Bà say quá à? Cụ say quá rồi bà. Thân say quá thì nhưng mà đấy, người say hay nói thật lòng lắm này. Rồi, để tôi đưa ông vào nhà nhá. Nào, bà đi. Lý à! Tôi đưa ông vào nhà. Đã rồi. Tôi đây, vợ ông đây, bà Hân đây. Hân à? Rồi, cứ vào đây dây khẩu ông. Hầu. Dạ. Đi lấy nước nóng với lại khăn rửa mặt để bà lau người rửa mặt cho ông nhá. Ừ, cái gì con không nghe nhầm của bà bảo gì cơ ạ? Đi lấy nước nóng để bà rửa mặt lau người cho ông. Ừ, nhưng mà việc đấy là việc của con mà, hôm nay bà lại tranh làm của con hả bà? Hôm nay ông say quá, chắc ông mệt. Thế cứ dạ, để bà hầu ông cho nhá. Dạ vâng, thế để con đi lấy luôn ạ. Ừ. Bà cứ vào đợi con. Ừ, nhanh lên cho bà nhá. Bà ơi, bà để con ạ? Hôm nay để bà hầu ông từ chân đến tóc nhé. Bà hôm nay lạ thật đấy. Hôm nay ông say, ông thật lòng với bà thì bà cũng phải thật dạ với ông chứ. Dạ. Ở đời sướng nhất là ta có vợ xinh đẹp, có nhà rất to. Cụ Lý làm thơ ngang như cô vỏ ấy bà nhỉ. Im không? Xuống bếp nấu cho cụ bát cháo giải rượu nhanh lên. Dạ vâng ạ. Con đi ngay. Đi ngay. Ôi nào, ông nằm ngửa ra nào. Ngon. Cụ Lý ơi. Cụ Lý. Ấy cụ... này Nô, đến đây làm gì? Con đang nghỉ. Có việc thì mới phải đến đây chứ. Cho gặp cụ Lý lát. Cụ say rượu rồi, ông đang ngủ ở trong nhà. Đi về. Về là về thế nào? Đang cần gặp cụ Lý gấp nhá. Ok. Hôm nay buồn cười nhỉ. Làm sao? Hai cái thân già lâu lắm rồi hôm nay mới chăm sóc đâu. Ông định đến đây để mà phá đám à? Ủa rồi, cụ Lý khỏe nhỉ. Thế bây giờ mà không được gặp cụ Lý thì gặp cụ bà. Bà Lý cũng được. Bà Lý ơi. Bà Lý. Đã bảo như thế gì đấy? Dạ, chào bà. Có chuyện gì mà thằng mày âm ý lên thế? Dạ. Cụ thì đang uống say, đang mệt. Bà ơi, con có cái chuyện này mà bây giờ con không nói với cụ mà không nói với bà thì con sợ rằng là ngày mai ấy thì cả cái làng này người ta sẽ bêu diếu rằng là ông bà là ăn chặn. Này làm sao, có chuyện gì? Dạ, thì nó là như này. Bà có biết cái chủ quán rượu là Lý Tún không? Thì lại ông ấy không biết chữ. Thì ông ấy sang nhà con để nhờ con viết một cái giấy. Thì lúc mà con viết thì con mới biết à, hóa ra là cái giấy đòi nợ bà. Nợ gì? Ai nợ? Nợ ai? Lý nợ. Đây này. Mày. Giấy trắng mực đen đây này. Đây này. Lý Tún nó nhờ con viết đây này. Đây. Tiền rượu là cụ Lý nợ 5 hào. Rồi gọi em Màu đến để tiếp rượu là 2 hào. Khoan. Ừ? Gọi con nào? Màu. Đấy. Rồi không những thế là khi gọi đến là hứa rằng là sẽ bao cho Màu 3 hào, vị chi là 10 hào. Đấy. Đấy, bây giờ mà không trả thì chắc là cả làng cả tổng này là đồn ầm lên đấy đó bà. Đây này, sao nào? Bà xem đi. Nó mò sang đây làm gì thế? Ủa, khố tí lý lại còn gọi gái đến.
Âu hiếm lắm. Giỏi thật đấy. Còn hơn cả giỏi. Bà Lý ơi, bà Lý đâu rồi? Thôi thôi thôi, bà giải quyết việc nhà bà đi, con về này. Này, dạ. Mày đứng lại để mày làm chứng cho bà. Thôi, chứng gì của nhà bà đó. Này, mày đứng lại đã để làm chứng cho bà nhá. Quay lại đây. Ông ra đây. Ra đây. Bà Lý đâu rồi? Ra đây. Ôi trời ơi, Mậu ơi. Bỏ ra đấy nhá. Mậu ơi. Anh em à, Mậu. Đây, đây, nhìn đây. Giấy nợ của ai đây? Đã tí lý uống rượu để còn gọi gái đến để còn hẹn cho tiền à? Thì ra là từ đấy đến giờ ông giả say. Để ông đánh con này. Này, dám tát tôi một tát à? Tát tôi một tát này. Láo quá. Thằng kia. Dạ. Đi lên cho tôi cho bà. Bà không cần đi đâu. Không cần rồi. Lắm xuống. Tôi xin bà. Này bà ơi, tất cả là do các thằng hầu này nó bày chuyện trời mà. Đâu, con có biết cái gì đâu. Nếu vậy thì cả hai ông cháu mày nằm xuống. Này. Cái gì? Đứng đây. Tôi đã nói với bà rồi, bà phải cảm thông, phải hiểu cho cái tấm lòng của tôi, cái nỗi lòng của tôi chứ. Chứ ai, ai cảm thông nỗi lòng của tôi hả? Tôi cũng không hiểu là đàn ông các ông ra cái kiểu gì nữa. Nhà đã có 5 thê 7 thiếp rồi, thế mà vẫn cố ra ngoài kia lại kiếm thêm một con thê. Thế rồi tậu ra một cái của nợ, để bây giờ tôi mua nặng nợ vào người. Ôi trời ơi. Bớt cáu bớt giận. Trời ơi, tức quá. Ngày đó tôi đâu có quen biết bà. Như là sao? Mà cái ngày trẻ, tôi trẻ, tôi đẹp, tôi lại có quyền có thế. Đi ra ngoài nó cứ thông thống thì tôi chịu làm sao được. Bây giờ cái sự thể nó lại như thế. Bà phải hiểu cho tôi. Trời ơi. Bây giờ ấy mà ai mà cũng cứ thấy cứ thông thống, người ta không chịu được cũng như ông ấy. Chứ còn mà xã hội này loạn hết à? Ông ấy liệu cái hồn với tôi đấy. Thôi. Bây giờ mẹ nó mất rồi, dù gì nó cũng là máu mủ ruột già của tôi. Tôi xin bà, tôi van bà cho tôi đón con nó về nhà. Thế được rồi, nó mà không ngoan ấy, ông chết với tôi đấy. Rồi, tôi sẽ dạy, con nó sẽ phải ngoan. Thôi, đi vào nghỉ cho nó đỡ mệt nhé. Đi bỏ ra. Rồi, vào nhà. Không thể mát được nổi. À, cụ Đông. Cậu Quỳnh. Ai xa xa. Này, dạo này là làm ăn khấm khá nhỉ? Thế là mua thang giường về để đóng giường mới à? Tôi làm đếch gì có tiền. Hả? Thang giường mua về đóng cho nhà cụ Lý đấy. Ôi giời. Thế là cụ Lý lại tính đi thêm bước nữa à? À, ông cụ này tài thật đấy nhỉ? Khỏe thế nhỉ? Đúng là người ăn không hết mà kẻ lần chẳng ra. Không, không phải đâu. Sao? Cụ Lý có con gái riêng ở bên ngoài. Cụ Lý có con riêng á? Cậu bé mồm thôi. Hả? Chả là cụ Lý có con riêng. Nhưng mà mẹ cô ấy mới chết. Thương tình cụ Lý mới xin bà cho về ở cùng. Dạ. Mày hóng hớt gì ở đây đấy à? Chào cụ ạ. Tôi thằng Đông này nhá. Mày lại đứng đây hóng hớt với thằng Quỳnh đúng không? Cụ ơi, nó có hóng hớt gì đâu. Cụ nói thế oan cho nó. Ai đây hả cụ? Con gái tao. Con gái cụ? Wow. Cụ mới từng này tuổi đầu mà con gái lớn xinh cụ nhỉ. Xinh vâng. Cũng không đến lượt mày nhá. Còn cái thằng này dạ. Nhanh về đóng trường. Vâng ạ. Dạ, mời cụ ạ. Quái là thật. Cụ Lý thì rõ xấu mà con gái thì đáo để. Chưa chắc đâu. À, chưa chắc gì cơ? Chưa chắc họ cùng huyết thống. Sao lại thế hả cậu? Còn sao lại thế nữa? Bây giờ muốn thử không? Thử thế nào ạ? Thì thử xem họ có phải là cha con hay là tình nhân hay không.
bằng cách nào cậu? Hả? Được. Đơn giản thế thôi, sẽ phát hiện ra họ là cha con hay là tình nhân. À, nhưng mà tôi dặn là cụ Lý này rành mà lắm. À, có chuyện gì mà bất cẩn nhá, gọi tôi ứng cứu. Bằng cái cách mà cậu chỉ, còn lâu cụ Lý mới đuổi việc được. À, thế nhá. Ừ, đi về. Chào cậu nhé. À. Đã về đến nhà mình rồi đấy con gái à. Ôi ôi, anh Lý ơi. Cha ơi, nhà cha to và đẹp quá. Này, giữ cái mồm, nhỡ mà cái là cháy luôn cả cái nhà này đấy con. Nào, à, xem nào, về rồi đấy hả? À, thế xem mặt mũi con riêng của ông nó tròn hay nó méo nào. Đây. Đâu? Con đây. À, em chào chị ạ. À? Ấy, sao lại chị? Đây là mẹ cả. Chào mẹ cả. Em chào chị cả. Trêu tôi đấy hả? Ừ? Con ấy, con nó còn trẻ người non già. Nên anh mới về nhà để dạy bảo từ từ. Chắc là em à, con đi đường xa mệt mỏi đúng không? Đấy, đừng có chấp phải nó. Thôi, vào nhà nghỉ đi con. Cứ giường cha mà nằm nhá. Tí cha vào. Dạ, con cảm thấy hơi váng đầu. Xin phép mẹ cả. Ừ. Đấy. Con gái xinh thế, ngoan thế cơ mà. Liệu hồn đấy. Chiều con gái nhỉ? Có bao giờ chiều vợ như thế không hả? Ai đời, mẹ lại đi ghen với con. Cả nhà có mỗi đứa con gái, không chiều nó thì chiều ai? Liệu hồn đấy. Thì biết rồi. Con mang thanh giường về đấy ạ. À, thằng Đông về đấy hả? Thế vào lấp luôn để cô lấy chỗ nghỉ ngơi, nhanh. Vâng ạ. Đi đâu? À, thì tôi vào lắp giường cho con nghỉ ngơi. Ôi trời ơi, lắp giường cho con mà tại sao mà hôm nay này nhiệt tình thế? Hả? Mọi hôm tôi bảo ông vào, ông bao giờ ông làm đâu. Ôi trời, hôm nay mà thế nào mà để ông sai cả thằng Đông đi làm là thế nào hả? Hả? Liệu hồn đấy. Rồi. Đã bảo rồi, cả nhà có mỗi đứa con gái, phải biết chăm sóc, phải biết chiều chuộng, hiểu chưa? Rồi, lúc khác để tôi chăm lại nhé, cái chăm con. Nhớ ý thương. Ngồi. Không biết đâu, anh đấy thương. Anh bảo là anh thương, anh bảo vệ, anh yêu thương, chiều thương em. Bây giờ đến cả cái thằng ở nhà anh, bây giờ nó cũng bắt nạt em thế này. Thế này thì tức chết em rồi. Em về phố huyện nhà em đây. Thôi, không phải về, lý thương mẹ. Lại còn anh Lý. Con gái mà. Con gái hả? Hóa ra là ông dẫn gái về đây. Ông định hôn khói hả? Được rồi, ta hôn khói hết cả chúng mày. Này, anh đưa tiền đi nhá. Trời ơi, con gái mà. Mình ơi, anh mình về thôi. Tôi có làm gì đâu. Anh về đi, tôi không về đâu, tôi chỉ muốn ở
mình về nhà với tôi đi. Tôi không về đâu, anh về đi, tôi muốn ở đây một mình cơ. Thôi mình ơi, lần này nhá, tôi là hứa nhá, là lần này tôi sẽ khôn nhá. Các cụ bảo rồi, đi một ngày đàng là học được một cái sàng khôn đấy. Anh có học trăm nghìn cái khôn cũng không khôn lên được đâu. Anh đừng có bắt tôi về sống với anh nữa. Thôi mà, lần này nhá, nhất định là tôi sẽ khôn. Xong mình đợi tôi mình nhá. Ừ thì hứa, bao giờ anh khôn thì tôi về. Mà chắc là kiếp sau ấy nhở? Sao lại là kiếp sau? Mình ơi, mình đợi tôi nhá. Tôi sẽ khôn, xong rồi gia đình nhà mình sẽ là một gia đình hạnh phúc. Một gia đình đại khôn, đại khôn mình nhá. Một kẻ ngốc như anh ấy thì không bao giờ khôn lên được đâu. Người ta bảo tôi như bông hoa nhài cắm bãi ấy trâu ấy. Tôi thì tiếc cho cuộc đời của tôi phải cắm vào anh. Này, à này nhá, tôi biết thừa nhá, mình định nói là cái bay phân trâu chứ gì. Tôi hơi bị khôn đấy. Thôi mà, mình về đi, lần này tôi hứa nhất định là tôi sẽ khôn mình nhá. Hứa? Thôi, lần này tôi hứa là tôi sẽ khôn thật mà. Bây giờ nhá, tôi sẽ đi tìm cái khôn, nhưng mà mình phải ở đây đợi tôi nhá. Mình đừng có nhảy xuống, mà nếu nhảy xuống thì phải đợi tôi về cho mình cùng chết bạn nhá. Nó lại có người ngu như thế này, như này là cố tôi lại khổ như thế này. Này, tôi... Anh đừng có nài nỉ tôi nữa. Tôi khôn thật mà. May quá thằng chủ nhà nó không có nhà. Ui giời ơi. Ui giời ơi. Ui giời. Thúng cái thùng. Trần đời tao không thấy thằng nào ngu như mày. Đây. Lấy trộm cái thúng rồi lấy trộm cái thúng thùng. Này, không để xít nữa tôi ôm được con chó. Ôm con chó, mày ôm con chó nó kêu ầm làng này thì tôi không biết hết. Áo hồng, áo hồng chưa? Mà anh bảo anh khôn, anh chứng minh cái khôn cho tôi xem đi. Chứng minh á? Chứng minh kiểu gì bây giờ nhỉ? Con gà hay là quả trứng có trước? Ê, câu này là mình phải đi hỏi con gà chứ. Mình hỏi tôi làm sao mà biết được. Ui, nhưng mà thôi, vì mình nhá, tôi sẽ đi hỏi con gà xem là con gà có trước hay là quả trứng có trước. Mình ở đây đợi tôi nhá. Gà ơi, gà ơi. Ui, chồng người ta thì đánh bắt dẹp đông, chồng mình thì ở bếp công mông lên đập rồi. Này thì tính chết đi cho xong. Làm gì ở đấy nhỉ? Ui ôi. Dạ ơi, dạ ơi. Mày nhìn vậy thôi. Này, tao để ý thấy bà kia đứng ở cầu ao thế kia. Rồi kiểu gì cũng nhảy xuống ao. Này, cái điệu bộ kia ấy chắc chắn là muốn tự tử rồi. Này vợ nhà nào ở trong làng ấy ngồi xuống đi, ngồi như sao mày. Mày ngốc lắm. Thế mày không biết đấy là vợ của thằng ngốc à? Vợ thằng ngốc làng mình à? Ừ. Cái thằng đấy tốt người tốt tính. Ừ. Mỗi tội nó ngốc thôi. Hay là bây giờ làm thế nào nhỉ? Bây giờ này tìm cách để cứu người ta. Tìm cách cứu người ta bây giờ cứu cách nào? Đang đứng muốn nhảy xuống ao, chả nhẽ tao với mày ra lại bảo là này chị ơi, chị đừng nhảy xuống ao chết đuối đấy à? Vô duyên lắm. Tất cả nó nằm ở trong cái đầu mình thế này. Mình bây giờ làm thế nào? Nghĩ ra cái cách ở đầu mình thế này. Đấy. Như nào? Tao nghĩ rồi. Bình thường hàng ngày mày ngu, thế hôm nay thông minh hết vậy rồi. Thế bây giờ mày vào trước đi nhá. Vào trước để tao kiếm cho. Đây. Cái gì may quá. Đấy, cái cầm theo cái này. Dạ, ra làm cái cây. Đi vào đi. Ui, kéo cẩn thận. Thật sự rồi, có sai đâu. Mình đúng là bông hoa nhài cắm bãi Vân Châu. Nghe tờ giống làm cái gì nữa chứ Linh. Này, cô kia. Ai
ngay cho cô ngồi cái chỗ tôi ngồi hàng ngày câu cá thế hả? Ông đi câu cá? Ờ, thế tôi không đi câu thì tôi ra đây tôi tắm à? Ông đi câu, mà mỗi cần câu, không dây, không lưỡi, rồi cái thúng nó còn rách toang tùng toàng như thế thì ông câu cái gì? Này, trong tất cả các loại thúng thì riêng cái thúng của tôi nó là lành nhất. Thế còn bây giờ đi câu ấy, mà cả dây với lưỡi thì nó lỗi thời rồi. Tôi câu kiểu câu mới của tôi, không cần dây, không cần móc, mà cá nó vẫn ngóc đầu lên. Rồi cũng hiểu nổi. Sao lại lắm kẻ ngốc như thế chứ mẹ. Này, ra chỗ này ngồi, hoặc là biến đi chỗ khác để tôi còn câu. Gì? Nhanh lên. Câu cá kiểu này bây giờ chứ mẹ. Không phải thắc mắc, nhìn thế này, cá chuẩn bị nhao nhao lao lên bây giờ. Ây, đúng là ngọc thật. Cứ đợi mà xem. Úi dồi, tao đang câu sao mày lại ném đá để cho cá nó đi thế hả? Anh bảo ai bị điên? Mày ấy. À, tôi đi lấy nước. Mẹ bảo là đi ra ngoài ao đình, cầm gạch ném xuống, rồi mới múc nước thì nước nó trong. Mày ném như thế nước nó đục chứ nó trong cái gì? Mà ai biết nhờ ông câu, kệ ông câu. Mày gàn quá rồi đấy thằng này. Cái gì mà gàn? Này, ông ngu ra. Tôi xuống tôi lấy nước. Này, ba bị dở hơi à? Ba ngồi đấy làm gì? Lui ra để cho đôi ti xuống lấy nước đây. Ông dùng cái này để múc nước. Nón rách như thế này thì múc kiểu gì? Múc được hết. Này, ba dở, ba ngồi cầu ao đình làng làm gì? Đi ra chỗ khác đi để tôi lấy nước. Mày gạt quá rồi đấy em. Câu với cả kẹo, nước thì không lấy, câu với cả kẹo. Trời ơi, sao lại như thế này chứ lì. Này. Cái gì? Mày gàn quá rồi đấy. Sao lại gàn? Tao cũng ngờ lại, tại tao lại có cái thằng em nó lại gàn như mày. Trời ơi. Đúng là nhà tôi bây giờ này sao lại lắm đứa gàn như thế này nhỉ? Này, ông bảo ai gàn? Mày ấy. Ông bảo cả nhà này ạ, à, ai gàn? Rất nhiều đứa gàn. Tôi gàn, mẹ gàn. Ông bảo cả mẹ gàn à? Tao bảo đấy, tao bảo đấy. Hả? Mày, mày đọc tao không ai cũng ai à? Mày gàn được rồi nha. Ông không làm không ăn gì, đi ra câu cần câu thì không có lưỡi có dây, ông mới gàn. Thằng gàn dở này. Tôi nói cho ông biết nhá, ông bị gàn à, bị dở à? Ông nhớ mặt tôi nhá, ông đánh tôi nhá. Tôi nói cho ông biết, tôi đánh thằng em ông cho ông biết mặt, đánh thằng em ông, quanh thằng em, đánh thằng em ông. Thôi. Này, mày nhá, mày cố đáo vừa nhá. Riêng mày có anh nó đứng đây mà mày không để mày đánh em nó nhá, hôm nay tao sẽ cho thằng anh mày một trận tơi bời luôn nhá. Mày đi, tao cho mày một trận. Này, nhá, riêng hai ra kia. Này, tôi nói cho ông biết nhá, ông đừng có đập của anh tôi nhá. Ông có đánh nhá, anh tôi nhá, tôi đánh thằng em ông cho ông biết mặt này. Đánh nhá, riêng nhá. Ông muốn không, ông muốn không? Tao đánh thằng anh này, tao đánh thằng anh. Ông đừng đập anh tôi nhá. Tôi đánh thằng em ông, trời ơi. Hiểu nổi, trên cuộc đời này sao lắm kẻ ngốc đi chứ lại. Chính ra chồng mình nó còn thông minh chán, để về dạy chồng mình từ từ. Mình ơi. Này, tôi về, tôi hỏi cái con gà rồi đấy. Nó đã trả lời làm sao? Nó trả lời là... Đúng rồi, nó trả lời là... Nhưng mà sao? Nó mà nói ỏi thì em về em thịt luôn cho mình ăn, thì mình ấy còn thông minh chán đi thôi. Chứ là mình nhớ chắc đi, mình khôn trong này còn để ăn thịt gà. Này, mày thấy ta thông minh không? Nhờ cái cách của tao mà vợ chồng chúng nó về với nhau đấy. Bình thường tao thấy mày cũng ngu, nhưng mà đúng là lần này tao thấy mày thông minh thật. Có mày ngu. Mày ngu. Mày ấy. Lại đúng thường là mày ngu. Mày, mày rất ngu. Mày ngu. Mày ngu. Mày ngu. Tóm lại là hai đứa đều ngu. Ngu nhưng mà cũng làm cho vợ chồng chúng nó về với nhau là được rồi. Đi về. Được rồi.
phải ngó xem nhà cô Mầu xem có ai không. Ừ, ai là ai hả cụ? Ý cụ hỏi là người hay ma? Ngu lắm. Bảy bảy ngu chữ u kéo dài đến tận cuối làng ấy. Vào đấy xem chồng cô có nhà không ra báo ngay cho cụ biết. Chồng cô Mầu? Ơ, thế nhưng mà chồng cô ấy có nhà hay không thì liên quan gì đến cụ con mình không ạ? Sao không liên quan? Cô ấy có chồng ở nhà thì tao làm ăn gì được? À dạ, để con đi ngay. Đi anh. Ôi giời ơi, trời trong xanh mát mẻ thế này mà cái đầu của Lý gối lên cái đùi trắng nõn trắng nà của cô Mầu. Ôi trời ơi, cuộc đời cứ gọi là lên tiên. Từ nhẹ nhàng, mày cứ ào ào như là bão táp sa mạc thế. Hay đi, đầu cụ lấy bậy bạ như cả tạ cái linh tinh nên là cụ mới giật mình phải không? Chắc mình chồng có nhà không? Con để ý kỹ lắm rồi. Có mỗi một mình cô Mầu? Không có nhà cụ ạ. À, chồng không có nhà? Vâng. Thế có mỗi mình cô Mầu hả? Ừ. Ôi trời ơi. Thế thì cụ vào cụ tâm sự thôi. Nhưng mà cụ bảo con vào xem chồng cô Mầu, chứ cụ có bảo con là xem cô Mầu đâu ạ? Tao bảo mày là xem cô Mầu có ở nhà không. Không thấy chồng cô Mầu để tao vào. Chứ có chồng cô ấy, nó bắt quả tang chạy vào đâu. Dạ thế để con vào lần nữa. Cái thằng ngu lắm, dậy mai mà nó có khôn ra đâu. Hầu ơi, có nhà không? Có quả. Có à? Vâng. Thôi bây giờ thế này, hôm nay tao có linh tính rồi, không hay lắm khi sang nhà em Mầu. Mày bảo em Mầu ra ngay cái nhà hoang, cái chỗ mà thi thoảng tao với em Mầu hay gặp nhau để tù tì. Dạ vâng, con vào luôn. Cắm sừng con này hả Lý? Lý ăn phải gan hùm gì hả Lý? Hôm nay thì bà Dinh nó bắt tận tay và dây tận mặt. Bà xí xác chúng mày ra Lý ơi hả Lý? Hẹn mới chả hò. Đúng là cái đồ Lý Tết. Mày theo tao làm gì? Đi ra ngoài kia. Dạ bẩm cụ lắm. Con là hầu của cụ thì con phải theo cụ chứ con biết theo ai ạ? Cứ thằng này ăn mãi mà không lớn được. Này. Dạ. Cứ mày theo cụ. Cái lúc mà cụ đang... Mày đứng mày nhìn này. Eo tiếp. Chuyện... Con chẳng hiểu gì. Đi ra. Ra ngoài kia. Chỗ này không phải chỗ của mày. Đi. Dạ vâng. Mày bảo mãi mình không có chịu nghe gì cả. Trời ơi. Đi gặp Mầu như này, ái đã ơi, điềm lành. Mầu ơi, vắng vẻ thế này
đúng là niềm lành rồi. Anh đến rồi Mộng ơi. Mộng ơi, cậu Lý tới rồi đây. Đợi hơi lâu em. Đấy, tưởng từ từ chống như này này, nó vẹo tay. Tết nhất em tưởng cụ ở nhà tin tưởng với bà cơ mà. Càng đến ngày Tết thì Lý lại càng nhớ tới Màu. Nhớ hay là nhớ vợ? Lúc nào cũng kể cận, nhưng mà thi thoảng mới được gặp Màu thế này thì Lý nhớ lắm. Thế gặp em cũng mang tiền không đây? Có tiền thì lúc nào phụ trả chứ. Có mà cứ phải thì lo gì. Này, cũng không bao giờ sợ ai. Không có bao giờ có chữ sợ ở trong đầu. Nãy giờ Màu có vẻ ghen cụ đi. Thế tiền đâu? Đây, đây. Ôi giời ơi, sao chân Màu dạo này có cả lông nữa. Mất một hào rồi nha. Một hào? Ừ. Rồi, một hào có vấn đề gì đâu. Hai hào rồi cụ ơi. Ôi trời ơi, mới lên tới cái đầu gối cụ lạc mà nó đòi hai hào. Đây, cái chỗ mà cao không tươi mà thấp không thông, lông nhông ở giữa chỗ đấy chắc phải năm hào nhỉ. Năm hào là thế nào? Một đồng của em đây. Tăng giá nhanh thế. Ô thì một đồng thì cũng được. Này, này, đủ một đồng chưa? Cụ Lý hôm nay hào phóng quá. Vớm rồi. Ui to rồi cụ ạ. Cái gì? Dạ con xin lỗi cụ nhưng mà gấp quá cụ ạ. Với cả cụ bảo con là có vấn đề gì là phải vào bẩm cụ ngay. Thế có vấn đề gì? Ui, có một con lợn chạy lên cổng của khu mồi cụ ạ. Ôi con lợn thì kệ nó, chứ có vấn đề gì đâu. Con ra hiệu cho nó im lặng. Nhưng mà cụ biết nó nói gì không? Không nói gì. Nó lại bảo con là ủ nào gì. Thế là con tức quá con mới cầm gậy đánh nó, đuổi nó. Thế là nó chạy rồi cụ ạ. Thế con lợn nó hay ủ nào ủ ỉn gì đi. Mày đúng rồi. Thế con lợn. Ủa đồ. Thế con lợn nó dừng cụ ấy. Cô Màu à? Dạ vâng. Mày điêu, mày lại điêu rồi. Dạ, con đánh con đuổi nó chạy đi rồi cụ ạ. Nó đến đây nó dám dình cụ. Thế là con đánh nó, con đuổi nó đi rồi. Thôi bây giờ thế này. Dạ. Lợn, động vật, kệ cho nó nhìn thoải mái. Dạ. Người mày mới báo cho cụ nhé. Dạ vâng. Hầu nghe rõ rồi, bà cụ. Người mày toi cơ không được cái việc gì. Gợi ý đến như thế rồi mà không có cho một hào. Đây, tiền đây. Vẫn đền cụ đấy. Hầu cụ nhớ được. Thích đền gì cũng được. Hai, năm đồng. Cụ ơi, cụ ơi, cụ ơi. Ôi, cái gì đấy? Bẩm cụ, lại gấp cụ ạ. Nó sao? Dạ bẩm cụ, có một thằng nó dắt theo con bò. Nó đến đây, nó lại còn hỏi là có cụ Lý ở đây không? Để nó bán bò cụ ạ. Nó định bán bò cho cụ à? Dạ vâng. Thôi, bảo nó về. Chiều nó mang đến nhà cụ cũng được. Dạ, dạ vâng, để con ra ngay. Ra đi. Cụ ơi. Ô, cái gì đấy, mày làm sao đấy hả? Con quên mất ạ, có một bà ăn xin. Bà ấy cứ bám cho con dai như đỉa để xin tiền. Mà cụ
không biết thừa là con thì lấy đâu ra tiền. Hè thôi cụ ơi, năm mới là mẹ thôi, cụ cứ phát lộc một hảo để con ra con cho bài, cho bài đi đi, đỡ ai phải theo dõi cụ. Cụ ơi, em thấy thằng này nó nói luyên thuyên đấy, chứ làm gì năm mới năm mẹ này làm gì có bà ăn xin lại còn con lợn nào nữa. Thôi cụ cố tí cho nó một hảo đi đi, nói chuyện quá. Ra đây tao bảo. Dạ. Tao không lại cho mày nhá. Dạ. Từ nãy giờ mày toàn xỏ tạp rồi nhá. Hết con lợn này đến con trâu đến bà ăn mày nhá. Tao nói cho mày biết nhá. Tao còn nợ tiền công của mày mấy tháng chưa trả chứ gì. Dạ. Được rồi, tao sẽ trả cho mày. Dạ. Rồi tính giấu cá đi nhá. Dạ không, thì con đâu dám mà. Mất thế thứng của cũng là mày. Được rồi. Này. Dạ, con đi ngay cụ ạ. Đi đi. Cấm cụ được vào. Đâu phải thế chứ. Úi dồi ôi. Úi dồi ôi, cụ ơi. Thế con này có thể im mồm không hả Lý? Con đến đây làm cái gì? Tôi đến để xem nó mèo họa gà đồng thế nào, để bà bắt quả tang. Ai mèo họa gà đồng? Khổ quá, tôi đi khám điện thổ thấy cô Hến cô bị đau chân à... Xem cái chỗ chân cô thế nào. Thế ông mới làm thầy thuốc từ bao giờ hả Lý? Chứa đau chân mà phải cho tiền hả Lý? Không bà... Còn kia hôm nay chỉ mày tuốt xác với bà. Hầu chết nhở. Mày cứu tao, tao tô mày bao đâu. Hầu bà con đây. Mày hầu bà con tay. Lại đứng bao bằng con lại. Hầu đâu mày cứu tao, tao cho mày. Chúng mày đu lại được mà. Đu lại. Ê cụ ơi. Đấy, con nhắc cụ đi. Cụ lại quát con im cơ. Thầy nó làm cái gì đấy? Ôi trời ơi, mình ấy, từ nãy giờ tôi đi theo mình này, tôi nhặt được một đống ruồi muỗi. Quả này á, trưa nay tôi sẽ làm cái món ruồi muỗi xào xả ớt. Ôi trời ơi. Nhưng mà ở đâu mà có đấy? Tươi thế. Thì tôi thấy là hình như là bu nó hở van hay sao ấy. Từ đoạn đường đầu kia ra đến đây là tôi nghe cứ bùm bùm á. Mà bùm bùm đến đâu ấy, ruồi muỗi nó lại gục đến đấy. Tài thật đấy. Trời ạ, người ta đang đau bụng đấy này. Thế à? Trèo nữa. Thì mình bảo ngày nào cũng ăn khoai toàn khoai, nó có tiêu được đâu thì chả phải xả ơi à. Thì bù nó cũng phải thông cảm đấy chứ. Bây giờ ở cái làng này nhà nào cũng nghèo, chứ có phải riêng mỗi nhà mình đâu. Thì bây giờ như này, về nhà nhá, tôi cải thiện cho ăn cái món ruồi muỗi xào xả ớt này, với cả nướng thêm một củ khoai nướng nữa. Ôi dồi, tôi khẳng định với bù nó nhá, hết cái đau bụng này luôn. Các cụ bảo là độc dĩ độc đấy. Không ổn rồi. Làm sao? Không chịu được nữa. Ôi trời, thế nó ra đến đâu rồi? Nó ra đến đầu làng rồi đấy. Ôi thì chịu khó nhịn đi, rồi tôi xin bu nó đấy. Bu nó có biết không, mình đang đứng trên đất nhà phú ông, bây giờ mà phú ông phát hiện ra, phú ông bắt vả phạt mình chết. Không chịu được. Hả? Nhà còn gì nữa đâu mà mất. Ok. Mình tránh ra đi. Ôi trời ơi. Bu ơi, bu nó ơi, khổ
qua cho con nuốt nỗi đau nó vào trong đi. Ôi ôi, chết đi chứ. Có đất là thành chấp. Cái việc tham gia vào sức nào này. Thằng này là đi làm đấy à? À, rồi, dạ. Con thằng làm nhiều mà chả có ăn. Dạ vâng, con chào phú ông ạ. Phú ông vừa đi phi hành về à? Tao đã đi đâu mà về. À thế ạ, mà ông không đi cũng đúng đấy. Trời nó nắng như đổ lửa này. Đi làm gì cho nó mệt, cho nó vất vả. Nó ảnh hưởng đến long thể. Gớm nhỉ. Dạ. Thằng đầu đất mà hôm nay nói cũng văn phong ra phết. Dạ bẩm ông, con được như vậy là nhờ đến cái phúc đức của ông ạ. À. Thế nên ông cũng dạy bảo cho con nhiều. Mà các cụ đã bảo rồi, làm đầy tớ thằng khôn hơn là làm thầy thằng dại. Thôi chả dám. Tôi làm sao dám nhận làm thầy của anh. Mà các cụ cũng còn có câu ấy. Dạ. Làm thầy cái thằng dại là hại cả ba đời. Ý con là con là làm đất. Dạ. Sao không? Mày có thấy gió mát không? Mát? Gió mát trăng thanh? À không có trăng. Mà thoang thoảng trong làn gió. Dạ. Có cái mùi hương gì đó. À! Mùi lúa non phải không? Không. Hả? Đào rõ ràng thấy cái mùi khoai lúa. Nó phát ra hướng này. Ông! Ôi, cái gì đấy? Ôi, cẩn thận, rắn rết đấy. Ôi dồi ôi, nó nhiều ở trong đấy lắm. Nhà tao làm gì có rắn mới rết. Mà ông bị cái bệnh yếu tim ấy. Mày cứ quát là ông giật mình thoát thoát ấy. Mà lại nhỉ? Hôm nay là không thấy cái con vợ mày đi theo. Thường ngày nó bám mày như Sam ấy cơ mà. À không, mày bám nó như là cái đuôi ấy cơ mà. Ở làng này cũng lạ thật. Nhiều cái thằng đàn ông mà vợ nó quát một cái là chạy cúp đuôi vào, gọi là dạ, bảo là vâng. Thế có phải là sợ vợ không nhỉ? Cái gì? Hình như là có con gì đấy. Vâng, nhưng mà không phải. Nhầm. Mày có biết thằng nào sợ không? Thôi ông ơi, ông cứ vòng vo làm cái gì? Ông cứ nói thẳng đi. Thằng nào? Thằng mày. Nhưng mà không sao. Sợ vợ mình chứ sợ vợ ai. Là cái thằng đàn ông phải biết sợ vợ đúng không? Nhưng còn tao ấy, là tao không bao giờ sợ vợ. Vợ tao ấy, tao gọi là phải ra. Dạ. Bảo là phải vâng. Tao quát một cái là đuôi phải cúp. Được chưa? Về cái điều này thì con phải học ông nhiều ạ. Cứ không cho tôi đi, cho tôi đi đâu. Tôi thoải mái quá cơ ấy. À cái con này, mày vừa nói là mày đi gì? À con có nói đi đâu ông con đầu. Mày phóng uế trên đất nhà ông đúng không? À, không, vợ con vừa nói là đi đồng. Đi đồng ở đây có nghĩa là đi làm đồng. Hả? Làm đồng cái gì? Rõ ràng là có cái mùi khoai nướng. À, mày dám phóng uế ra đất nhà ông. Phen này nhá, cứ lè làng mà phạt. Dạ. Mày sẽ phải khao cả làng, bị cả làng bắt bạc. Ông ơi, vợ chồng con xin ông ạ. Chồng con là con không nhịn nổi thôi nên mới thành như thế. Nhà con thì con chả có gì mà ăn thì lấy cái gì mà đãi làng ạ? Lấy cái gì đãi làng tao không cần biết. Dạ. Mày phóng uế ra đất nhà ông là mày phải thao làng. Luật ông đã định ra rồi. À, bất chức là bây giờ phóng uế là mình đãi làng. Nếu mà không muốn đãi làng ấy, thì vợ chồng mày đưa cho ông 5 đồng. 5 đồng. Bây giờ ông ơi con xin ông đi ạ. Nhà chúng con nghèo làm gì có tiền mà. Ăn thì còn có, chả có mà ăn. Bây giờ ông bảo 5 đồng. Bán cả nhà con đi chưa được 2 đồng thì ông bảo lấy 5 đồng. À, không có 5 đồng đúng không? Vâng. Không muốn đãi làng đúng không? Không phải là không muốn mà không có. Không có. Nhưng mà chúng mày phóng uế ra đấy là chúng mày phải đãi tao. À,
hiểu rồi. Ôi ơi, ông thế tóm lại là muốn ăn gì? Đúng rồi, chúng mày phóng uế ra đất nhà tao dạ. Thì phải để tao ăn chứ, cho chúng nó ăn làm gì? Đúng không? Đúng rồi, ông là người khôn đấy. Đây, 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 để đấy, con lấy luôn cho ông ăn nhá. Nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Đây, 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 mình, đây, 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 đây. Gói cho kỹ lưỡng vào nhá, không được để rơi ra ngoài một tí nào nhá, nó phí đi. Vâng ạ. Ừ, ông ơi, cho con nhỏ tí. Hàng này hàng khoai nướng, thơm bổ lắm. Vợ mày gói bánh khoai là ngon lắm. Nhanh nhanh mình ơi. Ờ đúng rồi, đúng cái chỗ mà Bu nó vừa đi ấy. Ừ đúng rồi. Ôi rồi, này có mấy bãi à? Dạ. Mày gọi cái gì? Mày vừa nói cái gì? Thì chính miệng ông bảo là bây giờ là phóng huế ra rồi à, thì là phải để ông ăn đãi ông. Con vừa bảo vợ con lấy cho ông ăn đấy. Ừ, ngon lắm, thơm lắm, toàn mùi khoai nướng thôi. Tiền nhân nhà mày, cái đấy mà ăn được ấy à? Thì vợ chồng mày đã không phải ăn khoai rồi. Ô thì nhưng mà con lại tưởng là ông lại ăn được à? Ông thích. Tiền nhân nhà mày, ô đồ xò lá. Ô kìa, ông buồn cười nhà, sao ông cứ đảo lỗ đổ và quẹt. Ô chính miệng ông nói là ông muốn ăn, muốn đãi ông mà. Bu đó ơi, bu. Cay lắm, điên lắm đấy, nhưng mà không làm gì được đâu nhá. Từ mình làm như thế ông cũng không để yên cho đâu. Sợ gì, về. Ôi trời, lại hỏng mất cái xẻng của tôi rồi. Hỏng hỏng thế nào, tôi đút một phát một luôn. Này, à, trông mới xanh à, điên lắm cơ. Lý em đây. Biết tội của lão chưa? Em chưa biết. Tội của lão ấy là tại sao không đi giặt quần áo? Thưa bà, là tại chân đau. Trời ơi, cái chân nó đau, cái tay nó có đau không? À, ấy rồi, ôi rồi ôi, bà đừng đánh bà ơi. Ấy đau đâu? Quá. Đã đánh đâu? Đã đánh đâu mà kêu đau? Em đau trước không tí bà đánh đâu không hết. Đau trước à? Đây rồi tí nó sẽ được đau. Biết làm cái chuyện gì mà cứ ầm làng ầm xã đấy nhỉ? Ôi rồi, ôi rồi. Thế mà lúc nào ông bảo á, vợ tao sợ tao một phép. Tao bảo dạ là dạ, bảo vâng là vâng, tao bảo cục đuôi là cục. Hóa ra là ông cục vậy. Nổi giỏi thôi. Đấy là tội thứ nhất. Còn tội thứ hai nữa, tôi hỏi lão, tại sao lại lấy tiền của tôi? Lấy tiền của tôi đi chơi gái phải không? Không. Tiền đâu? Tiền của bà. Em chót đánh thổ tôm mất rồi. Lại thêm một cái tội đánh thổ tôm này thì tổ. Bà đừng đánh đau lắm bà. Để em đi giặt quần áo. Thế mình lạ thế nhở? Mình đã đánh đâu? Đã đánh đâu mà kêu đau? Chứ mình hiền thế này mà đã sợ mình rồi hả? Ồ, sợ mình thì càng tốt. chó chết đi. Vợ hiền như thế này mà cũng biết sợ vợ nữa. Thế thì tốt quá rồi còn gì nữa. Ôi trời ơi. Cho lão ấy giặt quần áo đi. Cứ giặt đi. Cho nó đau tay. Cho chít. Cho đỡ phải đi chơi với gái. Đồng muộn hả này? Dạ. Ai cho mày? Mày lấy củi trên đất nhà ông đúng không? Dạ. Ai cho mày lấy củi trên đất nhà ông? À, mày đã hỏi ông chưa? Mày đã giả tiền ông chưa? Dạ thì dạ bẩm ông, con chỉ bẻ mấy cái cành củi khô thôi mà ông. Sao phải lấy tiền nữa ông? Củi à? Củi nhà tao chứ củi nhà mày mà bẻ. Mày phải giả tiền tao ngay. Thì ông định lấy cái bó củi này bao nhiêu tiền ạ? 2 xu. Cái gì? Mày mà không trả 2 xu nhá, ông sẽ báo làng, ông quy mày vào cái tội ăn cắp, mày sẽ rú tù, hiểu chưa? Trời ông ơi, 2 xu của ông á, con mua được 100 mẫu củi như thế này. Ông làm cái gì mà ông lấy nhiều tiền thế? Mày không trả tiền đúng không? Mày muốn đi tù đúng không? Con sẽ trả,
nhưng chỉ nay mai thôi con sẽ trả tiền cho ông. Mày lấy đâu tiền trả ông mà nay mai? Trả ngay bây giờ. Con lấy giấc mơ. Giấc mơ? Vâng. Mơ ra tiền? Vâng. Mày mơ thế nào? Thì con mơ lạ lắm. Cái giấc mơ này mà cả cuộc đời con ấy, con nghĩ là tính từ đời cụ tổ nhà con ấy cũng chưa bao giờ mà gặp một cái giấc mơ như thế này đâu. Mơ mà ra tiền à? Vâng. Mày mơ thế nào? Con mơ thấy ông. Mơ thế nào? Vâng. Con mơ thấy ông là không giặt áo yếm cho bà, bị bà đánh cho lên bờ xuống ruộng. Chuyện thường ngày. Hả? Cái gì? Ông bảo gì ạ? Tao bảo mà là cái giấc mơ của mày nó rất thường. Làm gì có chuyện tao giặt áo yếm cho bà đánh. Không giặt áo yếm bà đánh. Thế ạ? Thường à? Mày còn mơ gì nữa? Thế con... Cái đoạn này nó còn phi thường này. Cái đoạn lúc nãy là nó bình thường, nhưng cái đoạn này nó là phi thường này. Con mơ thấy... vẫn là ông. Vẫn là ông. Ông ăn trộm tiền của bà. Ôi! Chưa dừng lại đấy đâu. Ông còn lấy cái số tiền đấy đưa cho cái cô hát ả đào ở đầu làng mình. Ai, mà nhá, bà thì biết là cái chuyện ông lấy trộm tiền của bà rồi, nhưng mà bà chưa biết là ông lấy trộm cái số tiền đấy để đưa cho cô ả đào. Mà sao con ngu thế nhỉ? Thế bây giờ bà chưa biết thì con đến con nói cho bà biết, con kể cho bà biết đúng không? Thế để con đi kể luôn. Hả? Cấm nhá. Sao lại cấm? Thế giấc mơ. Cấm. Cái giấc mơ này là cấm. Mày nói ra này vì nó không có thật đấy. Mà nói nhiều thì nó sẽ thành sự thật. Ôi nhá. Thôi. Ông bà. Dạ. Mày đừng có kể cái giấc mơ đi với ai. Chị. Mày đừng nói cho bà biết. Hả? À. Ông này. Này. Dạ. Cái này là im mồm nhá. Dạ. À. Không được kể ai nhá. Nhõi 5 xu đấy. Con nhớ 5 xu là phải 5 cái như này không ạ? 5 cái như này phải là 5 xu. Ông. Nhà con nghèo nhưng con có biết tiêu tiền đấy. Rồi 2, 3, 4, 5. Rồi. Cấm được nói chuyện với ai nhé. Con nhớ rồi. Cấm cả với bà. Rồi. Tức là ông ơi, con bảo này, 5 xu này ấy, là cái chuyện mà ông ăn trộm tiền của bà không được phép nói. Đúng. Đúng không? Đúng không? Còn cái chuyện mà ông lấy số tiền của bà để đi đưa cho cô ả đào ấy thì ở đâu ông? Chưa thấy đâu. Đây. Đâu? Nó ở đây. 5 xu nữa này. Ông hết tiền rồi đấy. Không còn tiền đâu. Cấm được nói chuyện với ai. Cấm được kể với bà. Nhớ rồi. À ông ơi, con bảo tiền củi bao tiền đấy nhỉ? À, 2 xu. 2 xu. 2 xu à? Trời ơi. 1, 2. Nhưng mà thôi, con lấy xu thôi, không lấy củi đâu. Con xin. Thằng xó lá. Đây là chỉ dụ của quan trên. Vâng. Hiện tại tình hình dịch bệnh rất là căng thẳng. À. Mà triều đình muốn nhân dân lúc nào cũng khỏe mạnh. Vâng. Và phải đề cao sức khỏe cho nhân dân. À. Vì thế nên là triều đình phát cho mỗi làng vài bao thuốc bổ. À. Để cho nhân dân tẩm bổ lấy sức khỏe. Ông hiểu chưa? Dạ vâng. Việc này chắc là phải nhờ cụ Lý mất rồi. Vâng. Cảm ơn anh lính. Tôi nhớ mà. À, mấy cậu kia, thuốc bổ cứ vất thế à? Bận bịu quá. Còn đi phát cho các làng khác hả? Ôi dồi ôi. Gì đấy? Gì? Ôi dồi ôi, cụ ơi. Ôi dồi, cụ đang bị nhiễm cái bệnh mà nó đang đồn ầm lên ở làng ta hay sao ấy cụ ạ? Cái vết này gì? Dạ vâng. Đấy gì? Đấy. Ngu. Cái vết đấy. Hôm qua bà mày cắn tao đấy. Mày nói thế là tao bị nhiễm bệnh. Mày. Dạ mày. Con xin lỗi cụ ạ. Mà cụ ơi. Hai cái bao gì đấy hả cụ? Bao gì mày không biết à? Đây là thuốc bổ hết đấy. Thuốc của triều đình, hiểu chưa? Dạ. Phát cho dân. Sáng ngày mai mày giúp tao cho mọi người dân trong làng ta là đều có thuốc hết. Dạ vâng. Toàn là thuốc rồi hả cụ? Ừ. Mở ra sau nào. Đấy, ôi giời ơi, là thuốc bổ đấy. Ôi giời, cụ nhìn này.
Toàn là thảo dược quý hiếm của bạn. Ừ đấy, ừ, thuốc này này, mặc dù nó không chứa độc bệnh. Dạ. Nhưng mà uống vào nó sức khỏe nó cường tráng, nó đẩy lùi cái dịch bệnh đi, đúng không? Dạ vâng. Úi giời, không biết là từ lúc nào mà lý trưởng lại lo cho xã cho dân thế này nhỉ cụ nhỉ? Mày hiểu một chứ mày chưa bao giờ hiểu mười đứa. Cái thuốc này mai cụ phát chuẩn cho dân, thế là dân mới tin yêu cụ, dân mới ủng hộ cụ. Thế là con đường thăng quan tiến chức của cụ là cái cao vời vợi. Thế là gớm, kiệt như cụ thì có mà đến hết đời không lên được quan của anh. Mày để sổ tao đi. Dạ, con đùa cụ tí. Bà đi đâu? Dạ, bà sang làng bên có việc của cụ. Tí bà về, bà có hỏi tao. Dạ. Mày bảo là tao đi họp với các quan trên nhá. Cụ không cần bảo con cũng biết cụ sang nhà cô Mẫu gì. Thân mình bé bé cái mồm thôi, không chết cả lũ bây giờ. Mang mấy cái bao thuốc này vào, không có trời nó mưa đấy. Dạ vâng. Cụ đi lát cụ về ở nhà rồi cơm nhá. Vâng ạ. Mầu ơi, Mầu ơi, ôi, cô, sao cô lại đến em giờ này? Chồng em đang ở nhà. Này, sáng mai làng bên Lý phát thuốc bổ cho dân đấy. Em cũng nghe nói là ngày mai làng bên Lý phát thuốc, mà toàn thuốc bổ thôi. Mà Lý có ưu tiên cho em không đấy? Cụ Lý không ưu tiên cho Mầu thì ưu tiên cho ai? Nhưng mà Mầu có phải người bên làng cụ đâu. Cứ yên tâm, sáng mai Mầu cứ đến, không cần phải xếp hàng, cụ sẽ phát thuốc cho nhá. Cụ nói rồi nhá, mai Mầu đến mà người ta lỡ nói ra nói vào thì bắt đền cụ đấy. Yên tâm, cụ xin thề là mai là kiểu gì thì Mầu cũng có thuốc mà. Mầu nha. Con Mầu đâu rồi? Mày chạy đi đâu rồi? Ôi trời, cụ đi về đi, chồng em gọi rồi. Cụ về đi, về đi. Cho nó uống nhiều rượu vào nó ngủ mà. Rốt thế. Cứ để con khóc thế này. Dạ, bẩm cụ Lý, bây giờ mình gọi người vào lấy thuốc như thế nào đấy ạ? Cứ 5 người một. Dạ, 5 người thì sao ít thế ạ? Phát thế cho nó gọn. Mời 5 người vào lấy thuốc. Xếp hàng ngay ngắn vào. Úi dồi, bà này xếp lên cứ hùng hục như trâu húc mã. Đây, thuốc của mụ đây. Này, toàn thảo dược đấy. Lương nghi ở trên triều đình họ ngâm cứu mãi mới được đấy. Ngũ sắc năm màu. Rồi, con tưởng chút gì cái này vườn nhà con đầy. Ô hay cái bà này. Thế tóm lại là bà con lấy không? À, lấy thì điểm chỉ vào đây nhanh lên để con người tiếp theo. Này, cái loại thuốc này quý lắm đấy. Nó không chữa được bệnh nhưng nó bổ dưỡng cho sức khỏe đấy. Này, về là phải uống đấy nhá. Nếu mà mang cho lợn nó ăn thì đừng có trách tôi đấy nhá. Nhanh lên. Thôi. Đi về đi. Lấy thì lấy đi, cụ Lý đã lý ưu tiên bà như thế rồi. Không cho bà vào 6 tấm nhá. Ý chỉ điểm vào. Điểm chỉ. Điểm chỉ. Nhận thì nhận. Ok này. Cái đấy nhà vệ sinh của cụ Lý rồi, đi vào đấy làm cái gì? Hay cái mụ này. Con này nó chèn chèn hay sao nhỉ? Ôi, thế mà phải uống thuốc đấy cụ. Người tiếp theo. Em Phạm Thị Mầu. Cô Mầu xếp hàng sau tôi cơ mà. Dạ bẩm cụ Lý. Thế là thế nào? Cụ xem có nhầm lẫn gì không? Chứ cô Mầu là người làng bên, có phải người làng mình đâu mà được lấy thuốc à? Dạ. Thì tôi là cháu ngoại cụ Lý. Tôi lên đây nhận thuốc có sao không? Cháu ngoại gì? Cháu ngoại là ông nội. Cháu ngoại đâu nhỉ? Đây. Bịch này dành riêng cho Mầu, đầy đủ hết, không thiếu loại gì. Dạ em con cảm ơn cụ.
Lúc này là quan hệ rộng có khác nhỉ? Được lấy thuốc tốt ngay được. Ờ, thì tôi là cháu ngoại của phụ Lý. Cháu ngoại à? Cái gì đó bao giờ nhỉ? Này, cháu ngoại thật. Năm đời ở bên ngoại mà. Năm đời rồi. Năm đời. Ngoại gần nhỉ? Tôi là cháu ngoại của phụ Lý, nên là tôi được nhận thuốc tốt, thuốc đặc biệt. Còn các người có quan hệ bình thường thì lại chút đấy thôi. Đúng rồi. Chẳng mặc cái gì. Không được rồi. Không thể được. Mày ghê hùng này. Nào, người tiếp theo. Đúng rồi. Lão mẹo đâu? Ở tôi đây. Đây. Mời lão. Này. Ơ, sao con lại được cái loại này? Loại kém lắm. Mà cô Mậu lại được cái loại gì to như thế này. Mà lại là rất là tốt. Thế là thế nào? Không được rồi. Này này, phải không được. Ông đi về đi. Phụ Lý với ông có quan hệ gì đâu mà ông đòi lấy thuốc to. Về đi, về đi. Phải có quan hệ nhờ cụ nhà. Quan hệ thế nào nhỉ? À, ai có quan hệ thì cứ quan hệ nhờ cụ nhà. Cứ kể bọn nó, rất quen nhưng mà. Mày quan hệ giỏi quá bầu nhỉ? Quan hệ bà ơi. Quan hệ thế nào? Dạ. Đứng lên nói rõ cho bà nghe nào. Bà ơi, bà tha cho con chứ con không quan hệ đâu đâu bà ơi. Bà tha cho con. Không phải tôi à? Còn ông? Hả? Ông giỏi thật đi. Kìa bà. Ông có cháu ngoại mà tôi không biết đi. Bà ở trong nhà nghỉ ra đây làm gì? Hả? À chà, bà không nhớ à? Có ông ngoại con nói chuyện là cháu ngoại mấy đời của ông ấy mà. Ngoại này. Bà vào trong nhà đi nghỉ đi. Tôi đang phải phát thuốc chỗ này đông người. Ông sợ tôi biết mặt cháu ngoại ông đúng không? Ông ngại đông người thì vào trong nhà. Thôi người về đi, mai để nhận thuốc sau. Về đi. Về đi, mai nhận. Cụ ơi, bọn con thương cụ lắm, nhưng mà thôi cũng kệ. Ai bảo á, cụ chim chuột tòm tem cho lắm vào. Không những thế lại dùng chức quyền để cho thuốc tốt cho cô Mậu. Ôi trời ơi, bà ơi, đánh mạnh vào bà ơi. Mạnh tay vào. Ai rồi? Ôi trời ơi, trời ơi.